Đảng ủy Quân sự huyện Yên Mô vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 623 ngày 29 tháng 10 năm 2012 của Quân ủy Trung ương về công tác hậu cần quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Qua 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã triển khai tổ chức thực hiện toàn diện công tác hậu cần, đáp ứng tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ đột xuất khác của lực lượng vũ trang huyện, tập trung bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn theo quy định, bảo đảm xăng dầu, trang bị vật tư hợp lý, khoa học, linh hoạt, hiệu quả, thích ứng với mọi tình huống. Đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh. Phong trào thi đua xây dựng đơn vị quân y năm tốt, chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy được triển khai rộng khắp ở đơn vị, kết hợp với phong trào thi đua quyết thắng được duy trì phát triển. Trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện xác định tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức bảo đảm đầy đủ kịp thời công tác hậu cần cho các nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần tự lực tự cường, khai thác mọi tiềm năng lợi thế, không ngừng nâng cao đời sống bộ đội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh. Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự huyện đã khen thưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thực hiện nghị quyết 623.